Ok, thanh toán luôn nhé. Bây giờ nó là của tôi rồi. Giờ chúng ta sẽ mang đi các cảm giác. Hãy cùng nhau chứng kiến nhé. Bây giờ chúng tôi đã cắt xong rồi, 1 dao, 2 dao, 3 dao, 4 dao, 5 dao, 6 dao, 7 dao, 8 dao. Theo dõi ống kính của tôi để xem chất lượng cắt da như thế nào. Nguyên liệu thô này cắt da có thể nói là mịn như bùn, đặc biệt tinh tế. Toàn bộ màu sắc đặc biệt tươi mát, màu nền rất sáng, màu sắc cũng rất hiếm, nồng độ bột rất cao. Chút nữa sau khi chúng tôi làm hàng, bạn sẽ có thể cảm nhận được kết cấu bên trong của móng bích hòa điểm, cũng như hiệu ứng ánh sáng của nó. Loại cực phẩm, chúng tôi chọn, độ dày là 15,5mm, dự định làm vòng tay hạt tròn cỡ 15,5mm. Phần vàng này là da đã ăn vào rồi, nhưng không sao, chúng tôi sẽ lọc ra lấy phần thịt. Vậy tôi sẽ lựa chọn và vẽ những vòng tròn tốt nhất, phải né những vết nứt thế này ra, vì nếu may hạt chỗ đó sẽ rất dễ bể. Và những viên nứt như vậy nếu đeo lên tay sẽ không tốt cho phong thủy, vì vậy tôi sẽ lọc những viên đẹp nhất ra, đồng thời để lại một cục ở đây làm nguyên liệu dự phòng, để trong trường hợp số lượng hạt không đủ thì bổ sung từ miếng này lên. Tôi dự kiến sẽ làm 2 chiếc vòng tay, chỉ cần có thể sản xuất 2 cái vòng tay, miếng vật liệu này coi như là to rồi. Tiếp theo tôi sẽ mang chúng đi gia công. Bích hòa điền thu mua với giá 35.000 tệ. Chúng tôi đã đánh ra hạt của nó rồi, tổng cộng có 2 chiếc vòng tay, đặc biệt hoàn hảo, đặc biệt đẹp. Bây giờ chúng ta xem kỹ thành phần nhé. Lựa chọn những phần mọc đẹp nhất, tránh những vết nứt sâu và bông tạp, tạo nên chất lượng sản phẩm hoàn mỹ. Như anh em thường nghĩ rằng dây hạt tròn thường được làm từ các mảnh vụn, điều đó chỉ đúng với loại hàng kém chất lượng, tạp nham. Đối với hàng cực phẩm thì yêu cầu về độ đồng nhất chất lượng và màu sắc của các hạt là gần như tuyệt đối. Ví dụ như 2 chiếc vòng tay này đều được lựa chọn kỹ càng từ những nguyên liệu tốt nhất. Đây này, anh em xem kỹ nhé, độ mịn gần như tuyệt đối, màu sắc tươi sáng, tăng lên vẻ sang trọng quý phái. Đây chính là vòng tay ngọc bích hòa điền cực phẩm trong lời đồn. Theo anh em, một chiếc thế này 200 triệu Việt Nam đồng. Anh em có sẵn lòng bỏ tiền ra mua không? Hàng cực phẩm thiên nhiên, đều rất đẹp, ý nghĩa phong thủy lại cực kỳ tốt, nhưng giống như nó có linh tính vậy. Cho nên loại hàng tốt này không cần tôi nói thêm nhiều, anh em từ từ cảm nhận nhé.